lừa quen nhiều lãnh đạo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Hiếu, 28 tuổi, trú tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn bịa đặt là có quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể tách thửa đất. Trước đó, Hiếu đi chơi ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thì gặp người đàn ông 40 tuổi trú tại địa phương và nghe người này kể về việc đang cần tách thửa đất. Lúc này Hiếu đang nợ nần nên nghĩ cách lừa đảo và bịa ra lý do là quen biết nhiều lãnh đạo ở thành phố Đà Nẵng, từng tách thửa nhiều lô đất nhanh gọn. Vì từng xin thủ tục tách thửa đất nhưng không được, nên khi nghe Hiếu nói vậy, người đàn ông này tin tưởng đưa bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và giấy đăng ký kết hôn, giấy phép xây dựng cho Hiếu. Hiếu ra giá và nhiều lần nhận tiền của nạn nhân tổng cộng 107 triệu đồng. Sau thời gian dài hứa hẹn, Hiếu vẫn không tách thửa đất, nên nạn nhân nghi ngờ tố cáo. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.